ai có thể tẩy được tâm thế nô lệ ý thức hệ khỏi đầu Tô Lâm. Sự kết nối của Tô Lâm với thành phần cộng sản vô dụng trên thế giới phần nào cho thấy tư tưởng nô lệ ý thức hệ cộng sản của ông còn rất nặng nề. Muốn làm việc hiệu quả, muốn đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước thì không thể để tâm đến những mối quan hệ chỉ mang lại phiền phức cho nhân dân. Ý thức hệ cộng sản là một sản phẩm hết sức độc hại, đã bị các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Âu, vứt vào sọt rác từ rất lâu. Rất nhiều thành phần trong Đảng Cộng sản ở các nước này đã đứng về phía nhân dân và đất nước, quyết tẩy rửa cho bằng được chế độ độc hại đã tồn tại lâu năm trên đất nước của họ. Đến bây giờ họ phát triển cùng thế giới. Ngày nay với công nghệ Internet phát triển khiến cả thế giới xích lại gần nhau hơn, thông tin dễ chia sẻ hơn nên mọi người có thể tiếp cận sự thật, kể cả thành phần trong chính quyền Đảng Cộng sản. Sự khác biệt giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài, thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn như một cái lô cốt chứa đầy những tư tưởng độc hại ấy. Họ cố thủ trong cái lô cốt ấy, cố tình giả điếc, cố bảo chữa cho cái thể chế đang cho họ hưởng những đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng và làm giàu bất chính. Đây là sự bất hạnh rất lớn với dân tộc Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều kẻ biết rất rõ Đảng Cộng sản độc hại, nhưng vì quyền lợi quá lớn từ miếng bánh quyền lực của Đảng được chia phần nên họ vẫn nhất quyết bảo vệ Đảng cho bằng được. Nhưng cũng là thành phần tin vào chủ thuyết cộng sản một cách mê muội, mà Nguyễn Phú Trọng là một điển hình như thế. Câu hỏi đặt ra là ông Tô Lâm thuộc thành phần biết Đảng độc hại hay thuộc thành phần mù quáng tin vào chủ thuyết này? Nhìn bề ngoài có vẻ ông Tô Lâm không thuộc tuýp người như ông Trọng. Tuy nhiên, những hành động gần đây cho thấy ông cũng trung thành mù quáng với ý thức hệ cộng sản. Ví dụ, ông không buông bỏ được Trung Quốc, vẫn thề thốt tiến lên chủ nghĩa xã hội với Tập Cận Bình, vẫn gặp đại diện các đảng cộng sản khác trên thế giới, mặc dù họ không có giá trị hợp tác. Như vậy, ít nhất cho tới thời điểm hiện nay, tâm thức nô lệ ý thức hệ cộng sản vẫn còn rất đậm đặc trong đầu ông Tổng Bí Thư. Nếu ông Tô Lâm muốn thay đổi, trước hết, ông phải rời khỏi cái lô cốt ý thức hệ cộng sản này, cần phải nhìn nhận rằng nó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ì ạch của nền kinh tế đất nước, tạo ra một xã hội thiếu sự tử tế, thiếu vắng lòng trung thực và khiến con người mất lòng tin lẫn nhau. Việc thả một số tù nhân lương tâm chưa đủ để thuyết phục rằng ông Tô Lâm muốn thay đổi. Điều quan trọng hơn nữa là ông phải tẩy rửa cho được tâm thức nô lệ trong bản thân của ông. Ông cần cho thấy những hành động mạnh mẽ để thay đổi thể chế này. Lúc đó, may ra mới có hy vọng về một Tô Lâm cải cách, dám phá bỏ những giá trị cổ hủ để tìm đến những giá trị cao cả hơn. Thật ra, khi lên làm Tổng Bí Thư, mỗi người đều có cơ hội để trở nên vĩ đại hơn ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ là người đã mang mớ lý thuyết độc hại cộng sản từ phương Tây về chồng lên đầu dân tộc Việt Nam. Ý thức hệ này đã khiến người Việt Nam phải đổ máu trong một thời cuộc chiến vô nghĩa. Ý thức hệ này cũng đã khiến người dân phải chịu đói, chịu khổ và ngu dốt, thiệt thòi cho đến ngày hôm nay. Vậy nên, nếu có một Tổng Bí Thư nào đó chủ trương phá bỏ chế độ cộng sản, thì người đó sẽ trở nên vĩ đại hơn cả ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đã qua bao đời Tổng Bí Thư, nhưng chẳng ai có đủ bản lĩnh để làm được điều đó bởi tâm thức nô lệ đã ràng buộc họ lại. Với Tô Lâm, khi ông cũng mang nặng tâm thức nô lệ này, thì khó có thể làm nên chuyện lớn cho được. Chỉ có bản thân ông mới tẩy rửa được tâm thức này mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ai có thể tẩy được tâm thế nô lệ ý thức hệ khỏi đầu Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kết nối thành phần cộng sản vô dụng trên đất Mỹ. Thông điệp của Tô Lâm là gì? Đảng Cộng sản Mỹ chỉ là một đảng phái chính trị rất nhỏ. Họ tồn tại và hoạt động theo luật pháp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đảng này chưa bao giờ có chân trong chính trường Mỹ, mặc dù nền chính trị của Mỹ là dân chủ, đa nguyên, đa đảng.
Đảng Cộng sản Mỹ trở nên vô dụng ở đất nước này là do không được người dân bình chọn. Lưỡng viện, Quốc hội và hệ thống hành pháp Hoa Kỳ là sân chơi chỉ dành cho hai đảng phái lớn là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Vì thế, hầu hết nguyên thủ các quốc gia trên thế giới, khi đến Mỹ, họ cần kết nối với những nhân vật có sức ảnh hưởng của hai đảng trên, chứ chẳng ai dỗi hơi mà đi gặp đại diện Đảng Cộng sản Mỹ. Chuyến đi Mỹ lần này của ông Tô Lâm, mục đích lớn nhất là gặp Tổng thống và những nhân vật có ảnh hưởng trong chính giới của Mỹ, thuộc nhánh hành pháp và lưỡng viện quốc hội. Ngoài ra, ông cũng nên tiếp xúc với giới doanh nhân, nhất là những người có ảnh hưởng đối với nền kinh tế của Mỹ, như vậy là đủ. Tuy nhiên, ông Tô Lâm thì lại dành thời gian khá nhiều để gặp đại diện Đảng Cộng sản Mỹ, như một thông điệp cho rằng ông vẫn trung thành với lý thuyết Cộng sản, một thứ học thuyết đã bị thế giới vứt vào sọt rác của lịch sử từ rất lâu rồi. Việc ông Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Cộng sản Mỹ cho thấy hy vọng ông xem trọng lợi ích quốc gia, coi điều này cao hơn những mối quan hệ viển vông của Đảng là điều rất rất xa vời. Sau chuyến đi Mỹ, ông Tô Lâm còn phải đi Cuba để mà gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản xứ này. Đây cũng là hành động vô tích sự. Nhiều năm nay, Việt Nam thường xuất gạo để cứu đói cho người dân Cuba. Trong khi đó, những kẻ cầm quyền ở đất nước này thì lại ngồi trên cao, tung ra đủ thứ luật lệ hà khắc, gây lầm than cho dân chúng. Rõ ràng, Cuba là một quốc gia không đem lại bất kỳ một lợi ích nào cho Việt Nam cả. Ở các nước dân chủ, dù có Đảng Cộng sản thì đều là vô dụng. Còn các nước Cộng sản, ngoài Trung Quốc thì các nước còn lại không gây ảnh hưởng gì đến Việt Nam. Việc kết nối với Đảng Cộng sản của Mỹ, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Cuba đều là những mối quan hệ ngoại giao vô ích, tốn kém tiền thuế của người dân. Những Đảng Cộng sản này không giúp gì được cho đất nước Việt Nam thì tất nhiên cũng chẳng giúp ích gì được cho chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu đem vứt bỏ được quan hệ với những Đảng Cộng sản vô dụng trên thế giới như thế, thì người dân còn thấy được tính thực dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không mãi ôm thứ viển vông, hão huyền và lạc hậu. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm được điều đó. Những việc làm của họ cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự tháo bỏ vòng kim cô ý thức hệ ra khỏi cái đầu của mình. Mà không vứt bỏ ý thức hệ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể tự tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ chính là những con cừu non bị trói buộc bởi cái vòng kim cô ý thức hệ Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ chung ý thức hệ mà còn có phe phái chính trị ở Việt Nam có nhận được sự đỡ đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện đang chi phối nền kinh tế của Việt Nam rất mạnh. Ngoài ra, những bàn tay vô hình từ Trung Quốc còn khiến cho nhiều nhân vật chính trị cộm cán của Việt Nam phải nhận những căn bệnh lạ và ra đi đột ngột. Những cái chết bất minh trong những năm vừa qua cũng là sợi dây vô hình nhưng rất chắc chắn, ngày càng siết chặt hơn vào cổ Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trong đó có ông Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm. Việc nhỏ làm không xong thì không thể có kỳ vọng làm được việc lớn cho được. Đến việc vứt bỏ những Đảng Cộng sản vô dụng trên thế giới là điều dễ dàng mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn không làm được, thì việc tự tách ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều bất khả thi trong lúc này. Thời của ông Tô Lâm cũng chẳng có gì mới so với thời của Nguyễn Phú Trọng là như thế. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin kết nối thành phần Cộng sản vô dụng trên đất Mỹ. Thông điệp của Tô Lâm là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de